phiên tăng. Phiên tăng mình vừa mới mua với giá 500 đô. 500 đô và 500 đô là 500 đô trên đó. 500 đô mà quân tốc độ phiên tăng cao hơn cả siêu xe luôn. Và đạt tốc độ 200 km/h trong khi siêu xe của mình đạt tốc độ là 120 km/h có bị tổn thương không, có bị rơi dụng ra như những chiếc siêu xe khác hay không, và thấy nó vượt khối rồi. Không bị tổn thương, không bị vỡ bụng ra thì mình sẽ mua chiếc xe khác nhé. Mục đích của chúng ta là xem những chiếc xe nó bị như thế nào khi va đập. Rất bình thường, rất tài luôn. Xem nào. Gặp không vấn đề gì luôn. Ôi, nó chính là siêu chức tăng mà nó vượt ra siêu chức tăng. Không bị gì luôn. Chắc bằng cách đập phá chiếc ô tô có phần và chiếc tòa siêu xe này đang diễn biến cho mình nói chuyện tan vỡ ra sao, gắt gió ra sao. Ok, vòng phay bằng cách ô tô luôn à, rất nhớ cây trụ cột trụ này. Ủa mất một bánh nhưng mà vẫn đi rất ngoạn. À chưa mất nó chỉ bị chuột xuống rồi. Ok, kính cùng nó chưa vỡ hết rồi. Sao mình không điều tốc được à, không tính được trái phải rồi. Mình có tự tính trái phải nhưng đây các bạn nhìn tự tính trái phải nó không được. Điều khiển được trái phải nữa rồi. Ok, tiến đi à. Chuyện nó gặp lên thì sao nè. Ok. Không dừng được luôn. Rơi khỏi đường là sẽ không đi được luôn.
bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi. Nếu chúng ta muốn bảo toàn xe, chúng ta phải bình tĩnh. Ok. Nó vượt qua. Để làm vượt qua với cái vận tốc bình thường thì quá dễ dàng. Thì chúng ta muốn xem cái chiếc xe ô tô này sẽ xảy ra tai nạn như thế nào. Đấy, móp méo hết rồi. Ok, chiếc ô tô của chúng ta bắt đầu nào đến. Và nếu muốn an toàn thì rất đơn giản các bạn, đi bình tĩnh thôi. Ok. Hay quá. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Nó với giá 95 tỷ đô. 95 tỷ đô là tất nhiên là nó đã bị móp méo rất nhẹ từ ngoài, sử dụng cái bên cánh này. Và nó đã quái ngủ rồi. Ta phải đi ăn kết này à. Nếu mà ngoài đời thật là một cái chiếc xe như này thì mình sẽ không hơi là khá là như thế này đâu. Rất tiếc xuất hiện thêm cái này vật mới. Đấy là chiếc búa. Ôi, ba đập quá két, quá két luôn. Trời ơi, tàn tạ quá. Ô, may quá, không bị đập. Quái quá, mình chỉ sợ nó bị nó thôi. Ô, may quá, xe mình là xe cầm thấp nên nó không bị búa đập trúng. Ok, mà nó đã đẹp rú rồi. Như ở ngoài đời thì chiếc xe này không thể đi được nữa, nhưng trong game thì vẫn đi rất là ngon. Những mảnh vỡ của chiếc xe nó xuất hiện ở tận cuối đường thôi. Ồ, ta đi lùi luôn đi. Ồ, dựng nốt. Ồ, hoàn thành. Rất là mặc cảm. Nó dễ dàng. Chiếc xe đã không còn nhận ra được nữa. Đồng thú cũng rất là nét, đồng thú quá đồ cho mình thú rất to. Làm chặn luôn. Đồng thú ra rất bằng thẳng. Thank you.
Ok. Có bằng tạm độ lại chặn đua rồi nhá, lại mình không ấn, không hề ấn tăng tốc nha. Đây là tự đấy là vấn đề, đây là tự cái dốc chính như xe nó tự động đi xuống bốc quá ngủ rồi thằng tốc luôn. Ok người chưa gì là bốc cánh này. Vẫn đi ngon, mặc dù xe không nghiêng một chút. Ủa? Ủa? Và biết tay xe hơi bị đẹp luôn. Xe đã quá nhiều rồi, để chuyện của xe sẽ lên. Ôi ôi, mất hai bánh chết luôn. Ok các bạn, về con siêu chiến tăng của chúng ta là bắt khá chiến bại. Không bị tổn thương khi mà ra đập được mà mình đã tiếp tục mua một con siêu chiến khác. Giá 350 đô. Đang chết nó đây. Tốc độ mà em chưa chưa có này đạt được đúng không? Bơm như tôi liên tục luôn, như tôi liên tục 138, 140, 150.